chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhìn lại 9 ngày xét xử đại án đăng kiểm. Bệnh sởi có nguy cơ lây lan thành dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 9 ngày xét xử, Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát và luật sư đã xét hỏi đối với 247 trên 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm. Có 6 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe đã được Hội đồng xét xử chấp nhận và bị cáo Đỗ Trung Học đang trốn truy nã bị đưa ra xét xử vắng mặt. Đại án đăng kiểm là vụ án tham nhũng, chức vụ kinh tế có quy mô đặc biệt lớn, mang tính hệ thống và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo là lãnh đạo cục đăng kiểm, lãnh đạo các phòng, trung tâm, chi cục đăng kiểm đã thống nhất chỉ đạo các đăng kiểm viên nhận tiền từ các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi. Các bị cáo tại tòa và có đơn xét xử vắng mặt đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tại phần thẩm vấn, cựu cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình thừa nhận cáo trạng truy tố. Bị cáo này cho rằng chỉ nhận 2,85 tỷ đồng, 12.000 USD và gia đình đã nộp lại toàn bộ. Cựu cục trưởng Đặng Việt Hà nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu và số tiền hưởng lợi hơn 8,5 tỷ đồng, không nhận trách nhiệm chung số tiền nhận hối lộ hơn 40 tỷ đồng vì bị cáo này cho rằng mình không chỉ đạo cấp dưới nhận hối lộ. Đến sáng ngày 6 tháng 8, đại diện Viện Kiểm sát sẽ nêu quan điểm luận tội đối với các bị cáo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Minh Hiệp, nguyên trưởng ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao, hiện là giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Công an cũng khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Thân, giám đốc công ty Vạn Phát về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật TST, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan. Bộ Công an đang lấy ý kiến các bộ ngành dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất hạ mức xử phạt tiền đối với chủ phương tiện có nồng độ cồn thấp. Cụ thể, Nghị định số 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên, Bộ Công an nhận định để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng đối với người có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Cạnh đó, giảm mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng xuống 400 đến 600.000 đồng đối với người có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang yêu cầu mở cửa xả đáy để điều tiết mực nước. Cùng thời điểm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân 14 tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Ủy ban Nhân dân 14 tỉnh thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi, biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản. Đông đảo du khách khi đến vui chơi giải trí tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn tỏ ra thích thú khi được dự sinh nhật 1 tuổi cô bé Hà Mã Ca vào ngày 2 tháng 8. Tại khu chùa Hà Mã, các cô chú trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức tiệc sinh nhật cho bé Hà Mã có tên gọi bé Ca. Hà Mã Ca là con thứ ba trong một gia đình gồm mẹ Bo và ba Chia, anh cả hiện sống ở Đầm Sen và anh hai Hụt Mít. Khi mới sinh, Ca nặng khoảng 20kg, lúc đó Ca ở chung với mẹ Bo. Sau một tháng, Ca tăng lên được 50kg và hiện tại bé Ca đã nặng hơn 100kg. Rất đông du khách đã cùng chung vui buổi sinh nhật với Hà Mã Ca. Nhiều bạn nhỏ cũng viết những lời chúc dễ thương mừng bé Ca tuổi mới. Nhiều gia đình còn mang quà tới cho bé Ca nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của Ca. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nóng hôm nay a@phapluottp.vn.
Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định cùng biên tập viên Thu Hà. Dự báo trời sẽ càng nóng thì không độ càng thưởng nóng. Xé nhãn, quay số nè. Trúng tổng tiền mặt tới 1 tỷ 8. Thưa quý vị, theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, từ đầu năm 2024, cả nước ghi nhận hơn 200 ca mắc bệnh sởi, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Và nhiều chuyên gia đồng loạt cảnh báo rằng năm 2024 sẽ có nguy cơ bùng phát dịch sởi theo chu kỳ từ 4 đến 5 năm một lần, xuất phát từ khoảng trống miễn dịch do trẻ chưa được tiêm phòng đầy đủ. Và hiện tại thì nhiều bậc phụ huynh đang cảm thấy khá lo lắng vì đây là thời điểm mà các bé chuẩn bị tự trường và có nguy cơ sẽ lây nhiễm chéo lẫn nhau. Chính vì vậy, trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Văn Dũng, giảng viên cao cấp khoa Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ về tình hình bệnh sởi trong thời buổi hiện nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bác sĩ, năm 2024 được đánh giá là năm sẽ có nguy cơ bùng phát dịch sởi theo chu kỳ là từ 4 đến 5 năm một lần. Vậy thì xin bác sĩ chia sẻ về cái quy trình này cũng như là bác sĩ có đánh giá thế nào về diễn biến của bệnh sởi trong thời gian sắp tới? Cảm ơn phóng viên Thu Hà, thì tôi xin phép trả lời câu hỏi của cô đặt ra. Để mình hiểu là tại sao dịch nó có cái chu kỳ, thì tôi xin lấy một cái ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ như là mình sử dụng cái bình đun nước nóng hoặc là mình dùng cái nồi cơm điện để hấp, thì khi mà mình dùng đun nước nóng thì đến lúc nào đó thì cái nhiệt độ bên ngoài nó nguội đi, thì tự động là có cái relay nó bật lại và khi đó nó đun lại. Nó đun nóng đủ rồi thì sau đó nó lại ngưng và sau đó lại nguội lại. Nó nguội lại đến lúc nào đó thì nó sẽ đun lại. Thì cái nhiệt sởi cũng như vậy và các bệnh truyền nhiễm khác cũng như vậy. Tức là nếu bây giờ chúng ta thay vì mình nói là nhiệt độ thì mình nói là cái tỷ lệ mà tiêm chủng đủ nó cao tới một mức độ nào đó thì sẽ ngắt và sẽ không có bệnh nữa. Nhưng mà khi cái tỷ lệ mà có miễn dịch nó giảm đi một mức nào đó thì tự nhiên là chúng ta sẽ có nguy cơ là có bệnh lây lan tại trong cộng đồng, nó sẽ có thể bùng phát hoặc là có nhiều ca bệnh hoặc là gọi là dịch như vậy. Vì vậy thì trong trước đây khi mà chưa có vaccine đó thì thường là dịch sởi nó sẽ xảy ra những chu kỳ 2 năm. Đó là tại vì trong 2 năm nếu mình không vaccine thì cái số người cảm mạo bị gia tăng, số người có miễn dịch đã giảm đi. Và khi mà số người có miễn dịch đã giảm đi tới mức nào đó thì tự nhiên là nó sẽ xảy ra dịch. Và trong khi mà mình chưa có vaccine thì cái việc mà số người mà có cái miễn dịch nó sẽ giảm khá nhanh. Và vì vậy dịch nó sẽ ra sớm trong vòng 2 năm. Nếu bây giờ mình đã có vaccine rồi nhưng mà chưa hoàn hảo thì trong vòng khoảng 3, 4 năm hoặc 5 năm thì cái số người mà không có miễn dịch nó sẽ gia tăng, số người có miễn dịch nó giảm dần nếu mà tỷ lệ tiêm chủng chưa tốt, thì lúc đó sau 4, 5 năm nó tới một cái ngưỡng nào đó, ví dụ cái ngưỡng mà có cái miễn dịch dưới 9% thì nó sẽ có bệnh có nhiều khả năng lây lan, thì khi đó nó sẽ là bùng phát. Như vậy tóm lại là cái chu kỳ 4-5 năm không có nhất thiết là luôn luôn phải xảy ra. Nếu chúng ta làm cái việc tiêm chủng rất là tốt thì nó sẽ không có chu kỳ đó nữa. Nếu mà chúng ta có tuyên bố thanh toán được bệnh sởi rồi, tức là không còn tiêm và tiêm đủ đầy đủ thì nó sẽ không có chu kỳ. Nếu chúng ta chưa tốt thì cái chu kỳ nó sẽ là 4-5 năm. Và hiện nay thì cái chu kỳ việc tiêm chủng ở Việt Nam mình cũng chưa hoàn hảo lắm, cho nên là cái việc mà mình cứ 4-5 năm mình lại có nguy cơ một lần, đó là cái chuyện mình có thể hiểu được và mình cần phải chuẩn bị cho cái nguy cơ này. Thì trong thời gian vừa qua thì cái số ca mắc sởi đã gia tăng, thì đó là cái điều rất rõ ràng ở các báo cáo từ bệnh viện và cũng được Sở Y tế đã tổng kết. Tuy nhiên đó thì qua các khảo sát đó thì đa số các trường hợp mà mắc sởi đó là những trường hợp mà trẻ em nhập cư, trẻ em không được quản lý tốt và chưa tiêm chủng, hoặc là có cái tiêm chủng tiền sử tiêm chủng không rõ ràng. Chúng ta rõ ràng là khi mà tiền sử tiêm chủng không rõ ràng có nghĩa là khả năng rất cao là chưa tiêm chủng. Như vậy thì đa số trường hợp như vậy, thì điều này cho thấy là cái việc tiêm chủng của chúng ta là có hiệu quả phòng ngừa cho nên là những người mà trẻ bị tiêm chủng rồi đã, mặc dù chiếm tỷ lệ rất lớn nhưng mà chiếm tỷ lệ thiểu số của nhóm như vậy đó, thì đó mình thấy điều này tốt. Nhưng đồng thời cũng thấy rằng là cái việc mà quản lý trẻ em ở một số địa bàn, không phải tất cả đâu,
ở một số địa bàn nó chưa được hoàn hảo, đặc biệt là những cái khu mà có nhiều trẻ em nhập cư, những trẻ em mà nó ở trong những cái nơi mà được sống tập trung nhau, chẳng hạn như là những cái mái ấm vân vân, những cái nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi, thì đó là cái chuyện xảy ra. Như vậy thì tóm lại là trong thời gian vừa qua thì đã không có nhiều ca sởi, cho nên cái miễn dịch chúng ta có được là từ tiêm chủng mà thôi. Và việc tiêm chủng thời gian qua thì chưa hoàn hảo, cho nên là cái số người có miễn dịch đang giảm đi tới cái ngưỡng mà chúng ta cần phải củng cố lại để kiểm soát. Và về tóm lại thì chúng ta đang có một khả năng là sẽ có nhiều cái ca dịch ca sởi, nếu mà những đứa trẻ mà không được tiêm chủng, nó không được tiêm vét thì nó sẽ có nguy cơ sẽ cao hơn. Không chỉ riêng các bậc phụ huynh mà đối với tất cả người dân, thì bác sĩ có khuyến cáo gì để mọi người có thể bảo vệ sức khỏe của mình trong bối cảnh bệnh sởi, số ca mắc bệnh sởi theo ghi nhận thì ngày một gia tăng trong những ngày gần đây ạ? Vậy điều mà tôi vừa nói là để phòng bệnh thì cái việc rất là đơn giản thôi, tức là chúng ta nếu từ trước chúng ta đã tiêm chủng đầy đủ theo lịch tiêm khuyến cáo của nhà nước, của chương trình tiêm chủng đó, thì mình không cần có lo ngại gì hết. Mình chỉ giữ cái vệ sinh thông thường và mình giữ cho trẻ được nghỉ ngơi, dinh dưỡng đầy đủ. Đó là điều quan trọng nhất. Đó. Còn thứ hai, đó là mình phải nhận biết được những triệu chứng của sởi để mình có thể biết được những trẻ nào bị sởi của mình, của trong trường lớp, vào của cộng đồng, của hàng xóm láng giềng, để mình tránh tiếp xúc với những trẻ mà có cái nguy cơ bị sởi để tránh cái việc lây lan. Đó, thì đó là những điều mà quan trọng nhất. Còn ngoài ra thì tôi nói thêm là trong có thể là việc đánh giá của một số chuyên gia y tế của y tế thành phố, có thể họ cần nghĩ rằng cần phải tiêm chủng đại trà cho tất cả các trẻ. Kính thưa quý vị, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành của quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Ban Nguyễn Đồng Nai gửi qua fanpage Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: con của ông bị mất 1,2 triệu đồng vì chiêu lừa tuyển dụng việc làm. Ban đầu, con của ông gửi hồ sơ ứng tuyển online, sau đó được hẹn đến phỏng vấn. Trong buổi phỏng vấn, họ đề nghị đóng tiền đồng phục, tiền học phòng cháy chữa cháy, tiền thẻ nhân viên và về chờ hẹn ngày được gọi đi làm. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, con của ông vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ bên tuyển dụng. Con ông chủ động gọi thì không liên lạc được. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Hoàng Trân có địa chỉ email trânlưuhoàng@gmail.com phản ánh: căn hộ của anh đang bị cắt nước vì cho rằng anh vi phạm quy định nuôi thú ở chung cư. Cư dân không có nước sinh hoạt, ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Điều này ảnh hưởng ngay lập tức đến sức khỏe và tinh thần của người dân. Anh thắc mắc ban quản lý làm như vậy có đúng theo quy định của pháp luật hay không. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 3 tháng 8 năm 2024 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.